Kính chào quý cô chú, anh chị. Loài kiến là côn trùng khá phổ biến trong nhà con người. Chúng bù đậu khắp nơi, những vết cắn gây ngứa ngấy khó chịu, mẩn đỏ da, gây nhiễm trùng. Nhất là kiến bù đậu vào các đồ ăn thực phẩm, gia vị, nước uống, bánh kẹo, gây nhiễm khuẩn, hư hỏng. Kiến sống trong nhà mang nhiều mầm bệnh vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhiều người không muốn sử dụng hóa chất để diệt kiến, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn 11 cách diệt kiến hiệu quả tại nhà, không cần dùng thuốc. Bạn xem hết video để có thể lựa chọn cách xử lý kiến phù hợp cho mình nhé. Một, dùng baking soda để diệt kiến. Baking soda, hay còn gọi là muối nỡ, là chất vô cơ, được sử dụng trong thực phẩm như làm bánh, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, baking soda còn có tác dụng hiệu quả để diệt kiến, sẽ làm bạn khá bất ngờ. Cách thực hiện, bạn trộn baking soda với đường theo tỷ lệ 1:1, sau đó mang hỗn hợp này rãi vào những khu vực có kiến sinh sống. Khi kiến ăn hỗn hợp này, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay. Đường sẽ có tác dụng thu hút kiến, bởi kiến rất háo đồ ngọt, còn baking soda sẽ phản ứng với axit có trong dạ dày kiến, tạo ra lượng khí lớn, làm cho bụng kiến phình to và chết. Đây là phương pháp diệt kiến tự nhiên và hiệu quả để giữ vệ sinh an toàn cho ngôi nhà của bạn. 2. Sử dụng tinh dầu bạc hà để đuổi kiến. Tinh dầu bạc hà khá quen thuộc trong đồ ăn, thực phẩm và kem đánh răng hàng ngày chúng ta sử dụng, với mùi thơm đặc trưng, rất dễ chịu. Và tinh dầu bạc hà cũng giúp bạn pha thuốc diệt, đuổi kiến khá hữu hiệu. Cách pha thuốc đuổi kiến, sử dụng tinh dầu bạc hà với 5 giọt, kết hợp với 100ml nước, tùy theo số lượng sử dụng mà bạn có thể pha thêm với tỷ lệ như trên. Sau đó, dùng hỗn hợp này xịt lên khu vực kiến đang sinh sống hoặc đổ vào nơi có tổ kiến, cả bầy kiến sẽ bỏ đi hết một cách nhanh chóng. Sở dĩ tinh dầu bạc hà đuổi được kiến vì hàm lượng methol chiếm 80% trong tinh dầu bạc hà, với đặc trưng cay, nồng nên làm cho kiến phải tránh xa những khu vực có methol được phun xịt. 3. Dùng cồn 90 độ và nước để pha thuốc đuổi kiến. Cồn 90 độ có tác dụng làm sạch, rửa vết thương, diệt khuẩn, diệt vi trùng, và cồn cũng có tác dụng để diệt kiến rất an toàn, hiệu quả. Cách thực hiện, pha cồn và nước với tỷ lệ 1:1, sau đó dùng hỗn hợp này đổ vào bình, phun xịt những nơi kiến đang sinh sống, sẽ tiêu diệt tận gốc kiến. Nguyên nhân cồn diệt được kiến, cồn chứa 90% ethanol, là chất để làm sạch, tẩy, diệt virus, nên khi phun xịt trúng kiến, với cơ thể mỏng manh dễ tổn thương, kiến sẽ bị phá hủy lớp da, đồng thời cơ thể sẽ nóng rát và bị loại bỏ hoàn toàn. 4. Diệt kiến bằng nước chanh. Nước chanh có tác dụng rất hữu ích trong đồ ăn, thực phẩm của con người, giúp kích thích vị giác, giải độc, làm mát cơ thể, và đặc biệt là chanh còn có tác dụng đuổi kiến khá dễ dàng. Cách thực hiện, cắt trái chanh ra, vắt lấy nước, sau đó rắc nước chanh vào những khu vực có kiến sinh sống, kiến sẽ bị axit trong nước chanh, làm cơ thể bị yếu đi, không còn sức đề kháng, nước chanh sẽ làm cho kiến phải tránh xa. Đối với tình trạng kiến hay bò vào các thiết bị điện tử, bạn có thể dùng chanh để trà sát lên khu vực bên ngoài thiết bị điện tử này, cũng giúp loại bò được kiến hoàn toàn nhé. 5. Dùng bả cà phê để diệt kiến. Cách thực hiện đơn giản, sau khi pha cà phê, bạn lọc lấy bả, mang bả phơi khô và sau đó dùng bả cà phê này rãi vào vị trí có kiến. Sau khi kiến ăn bả, các thành phần caffeine và ditamin có trong cà phê sẽ làm kiến không thể tiêu hóa được, làm cho bụng kiến phình to và chết. 6. Dùng phấn bảng để đuổi kiến. Phấn bảng được sử dụng để viết vẽ, dùng trong học tập, nhưng bột phấn này cũng diệt được kiến hoặc xua đuổi kiến khá hiệu quả. Cách thực hiện, sử dụng phấn bảng để vẽ lên những khu vực có kiến, hoạt chất canxi carbonate có trong phấn bảng sẽ phá vỡ hormone đánh dấu đường đi của kiến, làm cho chúng mất phương hướng và tránh xa khu vực có phấn bảng. Đồng thời, bột phấn bảng cũng xua đuổi kiến rất hiệu quả bằng cách cả phấn ra thành bột. Sử dụng bột này rắc vào những nơi có kiến sinh sống, chỉ trong giây lát, bạn sẽ không còn thấy sự xuất hiện của kiến nữa. 7. Trộn sữa và đậu nành để diệt kiến. Đậu nành và sữa là nước uống rất quen thuộc, rất tốt cho sức khỏe con người. Ngoài ra, đậu nành và sữa cũng giúp bạn diệt được kiến nữa đấy. Cách thực hiện,
sử dụng sữa và đậu nành hòa tan đều với nhau. Để trong chén nơi có kiến, mùi thơm của sữa và đậu nành sẽ kích thích kiến đến ăn, và khi kiến ăn hỗn hợp này sẽ không thể tiêu hóa được. Đây là cách tiêu diệt được kiến thật dễ dàng, phải không mọi người? 8. Sử dụng cám gạo để diệt kiến. Bột cám gạo là bột lấy được khi chúng ta xay gạo để ăn. Bột cám gạo sử dụng phổ biến trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cách thực hiện dùng bột cám gạo diệt kiến. Bạn dùng bột cám gạo rãi vào những khu vực có kiến. Khi kiến ăn vào cơ thể, ngập nước trong dạ dày của kiến sẽ làm bột nở ra, làm cho bụng kiến phình to. Kiến sẽ chết vì không tiêu hóa được. 9. Pha nước tinh dầu cam để diệt kiến. Loài kiến là côn trùng sinh sống theo hệ thống tổ chức cao. Bất cứ quá trình đi ăn, di chuyển, kiến cũng tạo ra những dấu hiệu, đường đi để những con sau di chuyển. Vì vậy, bạn sử dụng nước cam pha với nước theo tỷ lệ 1 phần nước cam, 4 phần nước. Sau đó dùng hỗn hợp này phun xịt quanh khu vực có kiến. Nước cam sẽ có tác dụng xua đuổi kiến, đồng thời với thành phần axit trong cam sẽ xóa bỏ đường đi của kiến, làm cho chúng mất phương hướng và nhanh chóng mất dạng. Mười, dùng muối ăn để pha thuốc diệt kiến. Muối ăn là nguyên liệu không thể thiếu trong chế biến đồ ăn, thực phẩm của con người, và muối ăn cũng có tác dụng tuyệt vời để diệt kiến nữa đấy. Cách thực hiện, sử dụng nước và muối ăn pha với tỷ lệ 1:1, mang hỗn hợp này xịt vào những khu vực kiến đang sống. Muối ăn sẽ làm cho kiến bị tiêu diệt khi hấp thụ nước trong cơ thể của kiến, đồng thời làm tổn thương chân, mắt, mũi của kiến. Mười một, dùng đất cao lanh diệt kiến. Cao lanh là loại đất sét có màu trắng, có nhiều thành phần hóa chất rất đặc biệt và được sử dụng để sản xuất ra đồ gốm, sành, men, sứ, và đất cao lanh cũng có tác dụng diệt kiến rất hay. Cách thực hiện, sử dụng bột đất cao lanh trộn với đường theo tỷ lệ 1:1, mang hỗn hợp này đặt những vị trí có kiến khi kiến bù đến ăn bởi sự kích thích từ vị ngọt của đường. Kiến sẽ bị xử lý nhanh chóng vì cao lanh có khả năng hút nước, hút ẩm mạnh nên cơ thể kiến sẽ bị hút sạch nước, và chúng ta có thể loại bỏ kiến hoàn toàn bằng cách này. Trên đây là những cách diệt kiến tự nhiên không cần dùng thuốc, hy vọng sẽ giúp quý anh chị, cô chú diệt kiến hiệu quả tại nhà mình. Nếu thấy hữu ích, xin cho video lượt thích, lượt đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Xin trân trọng cảm ơn.